Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Philippines trong chuyến công du 2 ngày nhằm củng cố quan hệ hai nước. Theo đó, ông Abe là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức. Với chuyến công du 2 ngày đến Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm quốc gia này kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nhậm chức. Chuyến thăm của ông Abe diễn ra trong bối cảnh Philippines đã có nhiều thay đổi trong chính sách ngoại giao, bao gồm việc xa rời đồng minh lâu năm của Mỹ và xích lại gần Trung Quốc. Những chính sách trên đã đẩy Nhật Bản vào thế khó trong khi nước này có quan hệ thân tình với Washington nhưng lại không mặn mà với Bắc Kinh. Chuyến thăm của ông Abe hứa hẹn mang đến gói viện trợ 1.000 tỷ yên, tương đương 8,77 tỷ đô la cho Philippines trong vòng 5 năm tới. Phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Nhật đã viện trợ cho Philippines khoảng 20 tỷ đô la trong 50 năm qua. Không chỉ vậy, Nhật Bản còn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Philippines, chủ yếu là trong ngành điện tử, dịch vụ tài chính và sản xuất tự động, thông qua các tập đoàn lớn như Toyota, Mitsubishi và Canon. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Abe sẽ cùng đại diện 24 doanh nghiệp và tập đoàn lớn Nhật Bản tham dự cuộc họp với các doanh nghiệp Philippines tại thành phố Davao, quê nhà của ông Duterte. Ông Abe sau đó sẽ đến thăm gia đình Tổng thống Duterte ở Davao.